Vào đây. Su, vào đây đâu? Vào đây ơi. Dậy đi. Có cháo, cháo. Dậy ăn cháo. Có khỏi cá hồi. Ăn dậy ăn một tạt với kia chấm xông lên mũi khỏi luôn. Không dám ai kilo à? Đi, đây, ra ăn đi cũng phải rồi. Ê. Đi. Cái này nó có ăn không đấy? Say à? Đi. Đi. Mình nến đi. Ngoài này, ngay ngoài này. Tháo ra đây. Ăn uống nó phải dán gì đấy? Dán cái vào đây. Hả? Cháo. Rồi gói. Mày thì ăn. Gói nó ăn. Có kia không? Đây, dán này vào đã. Không dán được, mùi lắm. Mùi, mùi thì phải chịu, phải dán rồi. Vậy, chịu. Mùi. Mùi mày tin nó dán nó mồm mày không? Hả? Cao đi. Mát không? Mặt khỉ. Đây, cháo đây. Cháo cả sáng mình nấu. Quả gì đấy? Quả bơ. Năm mày ăn tía tô không? Có ăn tía tô không? Tớt hay ít? Nửa nhá. Nửa tía tô nhá. Ây, cá này. Thấy chưa? Cháo cá canh không? Không, cá chép giòn đây ông nội ạ. À. Chép giòn giống chấm giòn nữa. Ừ. Chưa được ăn chấp rồi. Tập đi. Gấp đi. Tí nữa tao ăn cháo sau tao phải thử cái miếng gọi này. Gọi. Ui. Đây. Mình sẽ thử cái miếng ui tí đấy. Gọi trước. Ngon không? Ngon. Đập hết cái bát đấy là khỏi. Xì dầu mù tạt. Xong mình làm. Nó ngọt, đáng nhạt mồm. Một bi xì dầu mù tạt này. Ngon không? Ngon mà mùi. Mùi gì? Mùi akido. Bán nó mới khỏi đi chứ. Tao tao dán xong về lại bóc ra. Nó đỏ quá. Bán thối. À, đây mình sẽ thử ngón cái chân này trước này. Cái chân này thì chắc không phải miếng chanh nữa. Không phải xem. Đấy. Đánh ra đây. Ăn. Mày ăn được mày ăn hết chỗ đấy. Hết chỗ này nữa này. Khỏe và chiều mới ra đồng nữa. Mai ra đồng. Không khỏe thì mai cũng mà ra. Niềm tin. Cái trần à? Không. Cái này là cái trần quan này, cái này còn sống nguyên này. Thử cả hai, tao thử cả hai mà. Quả bơ này làm nó ngon. Ừ. Thì cho tí thôi. Thấy phải cho quả xoài. À ừ nhỉ. Quên quên. Anh rốt mình lỡ. Em không. Em. Không gì. Không ngủ không có những gì mà. Mày nhớ đít ta. Đôi khi người ta phải quên. Thổi đi, vừa ăn vừa thổi. Làm cái gì ăn hết đấy mới được làm. Bỏng lắm. Rồi. Mời mọi người miếng gỏi gỏi gì nào? Cá chép giòn. Xấu quá. Xin nhớ. À. Ngon nhớ. À. Thôi. À, thử một chặp. Sáu con đây nha. Đấy rồi rồi. Chấm vừa sốc thông lên mũi luôn. Nãy tao chấm sâu quá. Mong mọi người đỉnh cao đấy.
Đây, bây giờ sẽ thử miếng à, sống nhá. Miếng qua chanh tí thôi. À đây, không chơi cái đấy nữa. Ừ, chơi cái này sốc à. Ngon không? Ngon không? Tuyệt vời không? Ừ. Không quấn cái kia nữa, quấn hẳn cái này. Cà rốt. Bơ. Tía tô. Đấy. Dây chuột. À, đặc biệt là ở đấy, dây chuột. Chứa. Chứa rồi. Không phải hóng, ăn cháo đi. Đặc biệt cái này này. Đúng rồi, cái này này. Đấy. Chỉ lướt qua thôi nhá. Không chín hết đấy. Trời ơi. Kì kì đi. Giỏi lắm. Cá này lúc này tao bóc, tao luộc lên nhá. Tao luộc lên rồi thì cho tao bóc, không bóc được. Sườn. Nó dai quá. Bọc quá. Không có một tí chanh nào. Khả năng tí nữa sẽ thử ăn nguyên con. À, tí nữa ăn sống không có rau ấy, sẽ xem mùi vị nó thế nào. Ngon nhỉ. Cháu ngon không? Đỉnh cao. Đây. Thử ăn không để xem nó như thế nào nhé. Giỏi lắm, ngon cực. Ăn thử nhé. Không ăn không à? Ăn không ngon cực. Thật luôn. Đây, chấm bao nhiêu tí. Cầm tay đi lại cởi xin diện. Thế tí là không? Giòn không? Ngon không? Giòn. Thấy chưa? Đẳng cấp. Sạch sạch luôn. Sạch sạch nào. Đấy. Giờ ăn một miếng. Khả năng là cái này chỉ cần quấn rau sống rồi ăn nó nguyên vị ngon hơn. Nguyên vị ngon hơn. Cá ngon không? Cá trong đấy nó mềm chưa? Nó mềm mãi rồi. Mà nó bẩn. Không tủ còn làm bia đâu. Mất, em vào xem. Mang địa biểu ốm tưởng qua mà nhỉ. Tối qua đi nghỉ cá quá. Đó, ốm. Xuất trình trình. Hôm nay không nói được, không cười được. À vẫn cười được. Cười chưa được. Toát mồ hôi ra khỏi được. Mày ăn hết bát cháo đấy. Toát mồ hôi khỏi. Mai ta lại đi chiến đấu. Mày cứ ăn nhiều. Mấy hôm nữa tớ mày dưới chuột à? Mày dưới chuột. Mày ăn nhiều mấy hôm nữa sinh nhật tao cho mày đi ăn hải sản. Nhiều. Tao thề luôn, tao nói phép mày ăn hết nếu mà mai khỏi được. Ngày kia sẽ đi ăn cua hoàng đế. Yeah. Ủa, mày, tao phải đi lửa thằng trẻ con. Cho mày đi ăn cua hoàng đế luôn. Mày thích ăn cái gì ăn luôn. Mà tao cho mày ăn gọi là phải phốn luôn. Cứ khỏi đi. Ừ. Thế
Thế thì mai khỏi. Tí khỏi luôn nhé. Ở trước lần đầu ăn mù tạt rồi, chấm phát cho mù phát nhẹ luôn, nhưng mà mấy lần sau mới ăn được. Ai ăn lần đầu mù tạt cũng khổ. Thơm. Tao lọc hết xương rồi mà. Ăn hết. Ăn hết đúng ngày kia, nếu mà mai khỏi ngày kia đi ăn cua hoàng đế. Ok không? Cua hoàng đế, tôm hùm. Rồi tất cả, nói chung là đặc sản trên biển. Mình thích ăn con gì? Tao băng con đấy cơ mà. Thì ăn cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế ok luôn, cua hoàng đế có gì đâu. Giờ mình mới thử bát cháo cho chính tay mình. Mời mọi người nhá. Vẫn bảo ủa ngọt thế. Ngọt thật đấy. Ăn cháo mù tạt không? Ăn cho sốc sướng. Ăn hết đi, không được ăn cua hoàng đế đâu. Không biết. Đâu anh ăn hết được một tô này. Đây không hết được chỗ đấy thì hết chỗ này. Ok không? Ok không? Đây, mình phải tưởng tượng là một cái bát này nó bằng một con cua hoàng đế. Đấy. Bây giờ một con cua hoàng đế cộng thêm một con tôm hùm nữa ăn hết không? Em ăn 200 cua. Hay không, phải ăn hết cái, phải ít nhất phải ăn hết cái bát này thì tao mới cho đi. Hết. Dù cái này chỗ này bằng mèo nhà tao ăn nhá, liếm phát hết. Tao hút phát chỗ này thì không còn một cái mạch nào. Thôi bảo thôi. Ăn hết chỗ này là mai có cua hoàng đế. Khỏi ốm nữa, ngày kia lại được đi ăn cua hoàng đế. Xuống hẳn đại bản danh cua hoàng đế với lại hải sản. Đi phố luôn ấy. Hết luôn rồi. Nếu mà mai cũng khỏi là cũng nghỉ đi. Nóng quá. Nóng toát mồ hôi thế thì tao không bật quạt. Ôi. Chứ mày phải nóng toát mồ hôi ra nó mới khỏi chứ. Hết chỗ này không? Ờ, tí quạt nhá. Có cả bầu không? Hả? Bầu gì? Em thấy giống bầu ăn đấy. Nóng quá. Nhạt mù. Chơi đi, mời đại ca chơi. Mày có múc bớt ra đây không đấy? Tao thì vơi vơi đấy. Mày mà đi ốm mà không nói được gì. Mày cứ tưởng tượng đây là một con cua hoàng đế. Ăn hết chỗ này là mai lại có cua hoàng đế ăn. Hết tí. Ăn được nữa. Ăn được nữa với đấy lại nhả. Nốt chỗ này. Nó thì
chưa được chừng đấy. Thì ăn nốt tô cá này. Thì có mai ăn cô hàng đấy không? Cái cá đầy cá đây này, ăn cá không? Vớt. Cua hàng đế đấy. À, con cá kia nào. Hết chỗ này, hết chỗ này đâu rồi? Nôn lắm. Khả năng là không có tác dụng mà là. Thôi nhưng mà nếu mà Ma Đệ mai khỏi mình chắc chắn sẽ cho Ma Đệ đi ăn cua hàng đế. Không ăn nốt cái này là còn phải đi tiêm á. Mày biết nhà ông Tuệ có cái tiêm bằng này không? Kim bằng này không? Tiêm chán này. Hả? Tiêm chán. Kim mới bằng này này. Một đùa. Kim bằng này này, chọc một phát rồi đít là lòi xong. Mày tin không? Mày có ăn không? Thế đi tiêm nhé. Gì ăn đi. Dạ có xin. Này. Đảo ngon thế này. Nè, truyền nước nha. Truyền nước. Clip này anh em mình xin phép kết thúc đây. Bây giờ phải đưa Ma Đệ đi truyền nước này. Nó trốn thì tóm nó đi đâu. Với Kim chọc đít, bác sĩ chọc đít này. Thì nó có tay chọc đít gì? Tiêm nữa. Không đi khỏi nào được. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh ủng hộ hai anh em mình nhá. Toàn đấy bác ạ. Và lấy đi rồi đi.